Hồng Phượng kính chào quý vị và các bạn thân mến. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi các video của Hồng Phượng trong thời gian qua. Hôm nay thì Hồng Phượng sẽ đi đến thị trấn Hoàng Hôn, hay còn gọi là Địa Trung Hải của Phú Quốc đó quý vị. Nơi đây thuộc bờ Tây, thuộc phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cách sân bay Phú Quốc là 19 km, cách trung tâm Dương Đông là 25 km. Lý do mà thị trấn Hoàng Hôn còn được gọi là thị trấn Địa Trung Hải bởi nét thiết kế trong kiến trúc vô cùng độc đáo, như một địa trung hải của châu Âu thu nhỏ giữa đảo ngọc. Nơi đây gây ấn tượng với du khách bởi những công trình biểu tượng nổi tiếng thế giới như Khải Hoàn Môn, Quảng trường La Mã, Tháp Đồng Hồ, Đài Phun Nước Thần Mặt Trời. Đây quý vị, đây là Đài Phun Nước Thần Mặt Trời, xuất phát từ truyền thuyết về thần mặt trời Helios, vị thần cưỡi cổ xe ngựa bay để mang ánh sáng đến cho mọi vùng đất. Được làm từ đá cẩm thạch nguyên khối, khai thác từ mỏ Carrara Marble dãy Alps, Đài Phun Nước Thần Mặt Trời mang vẻ đẹp kỳ bí và diễm lệ của những kiệt tác điêu khắc thời đại, khắc họa tư thế oai hùng của vị thần cao quý. Đây là điểm check-in siêu hot được nhiều khách săn đón khi đến với thành phố này. Đứng ở góc nào, bạn cũng có thể sở hữu được một bức ảnh rất là sang chảnh. Đây là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến thị trấn Hoàng Hôn, bởi nó được thiết kế hình dạng của mặt trời. Đài phun nước mang đến một khung cảnh rực rỡ và sống động cho du khách. Khi tia nắng chiếu vào bề mặt của đài phun nước sẽ tạo ra phản xạ và tạo ra một loạt các hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt. Rất là đông du khách đến đây để tận hưởng khoảnh khắc giải trí và chụp ảnh ấn tượng. Phía xa xa kia là tháp đồng hồ Vendi đó quý vị, mô phỏng theo biểu tượng tháp chuông Saint Marc Campanile lừng danh tại Vendi. Tòa tháp chuông màu đỏ gạch cao 75 m, tọa lạc sừng sững ngay vị trí trung tâm của Central Village, tự như một ngọn hải đăng dẫn lối cho những người lạc đường trên biển trở về với vùng đất ấm áp. Với độ cao ấn tượng này thì tháp đồng hồ là biểu tượng của thị trấn Hoàng Hôn, một địa điểm check-in rực rỡ cho du khách khi đến đây. Đây cũng là một cái view đẹp để ngắm hoàng hôn trên biển. Còn đây là quảng trường La Mã, ga Ánh Dương nè quý vị.
thoát khỏi kiến trúc hiện đại của các nhà ga cáp treo truyền thống, ga Ánh Dương nổi bật với khung cảnh đó là quảng trường La Mã nguy nga, tái hiện hoàn hảo dấu ấn cổ đại của kỳ quan đấu trường Colosseum tại thành phố Roma. Khi các bạn đến đây thì sẽ được du hành đến Roma xinh đẹp, đắm chìm trong khung cảnh cổ kính và check-in thỏa thích với những biểu tượng của thời đại như trụ cột khổng lồ, bức tường gạch vỡ, đài phun nước, tượng đá chiến binh. Một góc của ga Ánh Dương gợi nhớ đến tàn tích của La Mã cổ đại. Đây cũng là góc chụp hình đậm chất Ý cho những tín đồ check-in. Vẻ đẹp xuyên thời gian của ga Ánh Dương là địa điểm check-in siêu hot được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Đẹp quá quý vị ơi, rộng rãi, du khách cũng đông nữa. Cái này là cái ga Ánh Dương, cáp treo chắc. Đây là một điểm tham quan hấp dẫn tại Địa Trung Hải Phú Quốc. Bởi thiết kế độc đáo, quảng trường được lấy cảm hứng từ kiến trúc La Mã với những cột cổ điển và những bức tượng hoa nổi bật. Nơi đây cũng là trạm cuối của tuyến cáp treo Hòn Thơm, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển giữa các điểm du lịch. Thank you.
Còn bây giờ, Hồng Phượng xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hồng Phượng kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và nếu quý vị và các bạn thích video này, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Hồng Phượng nhé. Hồng Phượng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.